Ngày 24 tháng 5, Quyền Tiểu Cần tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ tư năm 2024. Đây là đơn vị được Ban chỉ đạo Đại hội tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo cấp quyền. Đến dự có các đồng chí Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Đại hội tỉnh; đồng chí Kim Rương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nhân dân Tỉnh ủy; đồng chí Kim Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và 150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 35.000 đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Báo cáo cho biết trong giai đoạn 2019-2024, dưới sự lãnh chỉ đạo của huyện ủy và sự điều hành của Ủy ban Nhân dân huyện, sự vào cuộc quyết liệt của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội và sự phấn đấu vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong vùng đồng bào không ngừng phát triển, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,83% trên năm, thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2023 đạt 82,6 triệu đồng trên năm, tăng 40,5 triệu đồng so với năm 2019. Với chủ đề các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững giai đoạn 2024-2029, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số Quyền Tiểu Cần tiếp tục thực hiện tốt các quan điểm của Đảng và Nhà nước, các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Thanh Bình biểu dương những thành tựu, kết quả của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Quyền Tiểu Cần đã đạt được trong công tác dân tộc thời gian qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Quyền Tiểu Cần tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, đổi mới nội dung, phương thức triển khai, phát huy sức mạnh truyền thống đại đoàn kết các dân tộc, kịp thời đấu tranh vô hiệu hóa với mọi âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, tích cực phát huy tinh thần yêu nước, tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương, nêu cao ý chí tự lực vươn lên xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Dịp này có 15 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chính sách dân tộc và có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 13 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào việc củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, được nhận giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh. Ủy ban Nhân dân Quyền Tiểu Cần cũng tặng giấy khen cho 38 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu là người dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp cho việc củng cố, phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc tại vùng dân tộc thiểu số.